những cái chết trùng hợp kỳ lạ đến đáng sợ. Có phải bạn luôn nghĩ con người và các sinh vật trên trái đất này, thậm chí là cả vũ trụ xuất hiện đều là một sự tự nhiên, số phận và tương lai đều do chúng ta định đoạt ư? Nhưng không, không phải bỗng nhiên mà có sự xuất hiện của lá số tử vi, cũng không phải ngẫu nhiên mà có những sự việc trùng hợp đến một cách khó hiểu. Vậy hôm nay, hãy cùng Ký Sinh Não tìm hiểu về 15 câu chuyện với những cái chết trùng hợp kỳ lạ đến đáng sợ qua video dưới đây nhé. 1. Đến chết vẫn bị sét đánh. Thiếu tá Summerford là một sĩ quan thuộc quân đội Anh. Tháng 2 năm 1918, khi đang ở Flanders, Bỉ, ông bị một tia sét đánh trúng khiến người bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Đến năm 1924, khi ông chuyển tới Vancouver, Canada, thì một lần nữa các tia sét lại nhằm trúng ông mà đánh khi ông đang ở bờ sông. 2 năm sau, ông mất, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ông thoát khỏi sự ám ảnh về sét. 4 năm sau khi ông chết, ngôi mộ của ông bị phá hủy do chính sét đánh trúng. 2. Tai nạn xảy ra đúng như trong tiểu thuyết kinh dị. Edgar Allan Poe là tiểu thuyết gia kinh dị nổi tiếng của thế kỷ 19. Một trong những tác phẩm của ông được hoàn thành vào năm 1838 mang tên The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, tạm dịch là Chuyện kể của Arthur Gordon Pym xứ Nantucket, đã gây chấn động dư luận bởi nội dung giống một cách kỳ lạ với vụ tai nạn xảy ra vào năm 1884. Trong tiểu thuyết của mình, Edgar đã viết về chuyến phiêu lưu của thanh niên trẻ Arthur Gordon Pym. Anh đã đi lậu vé và lên một tàu săn cá voi mang tên Grampus. Không may, con tàu bị đắm do bão. Chỉ có 4 người sống sót và lênh đênh trên một chiếc thuyền trong tình trạng đói khát đến cùng cực. Cuối cùng, Arthur và 2 người nữa quyết định giết cậu bé có tên là Richard Parker để ăn thịt. Chuyện xảy ra y hệt vào hơn 40 năm sau, một chiếc tàu lớn mang tên Mariner trong hành trình từ Southampton đến Australia đã gặp bão và bị chìm ở phía nam Đại Tây Dương. Và cũng chỉ có 4 người sống sót, bao gồm thủy thủ Dudley, vợ ông Edwin Stephen, Edmund Brooks và một cậu bé cũng tên là Richard Parker. Sau 19 ngày sống trên thuyền, không có thức ăn nước uống, Richard Parker đã uống nước biển và rơi vào trạng thái hôn mê. Những người còn lại đã giết, ăn thịt cậu bé với lý do đằng nào cậu cũng sẽ chết và cậu không có gia đình. 3. 3 lần thoát chết đều do cùng một tu sĩ cứu. Joseph Matthew Agner, sinh năm 1818, mất năm 1886, là một danh họa chứ danh người Áo thế kỷ 19. Tuy nhiên, ông lại là một người rất tiêu cực và luôn muốn tìm đến cái chết. Lần đầu tiên khi ông 18 tuổi, ông đã tự sát bằng cách treo cổ nhưng được một vị tu sĩ viện Capuchin, một tu viện lâu đời của thủ đô Vienna không biết xuất hiện từ lúc nào kịp thời cứu sống. Lần thứ hai khi ông 22 tuổi, ông lại treo cổ và một lần nữa lại được cứu bởi chính vị tu sĩ kia. 8 năm sau đó, Joseph bị kết án tử hình treo cổ do có các hoạt động chính trị chống lại chính quyền thời đó. Rồi thật kỳ lạ, nhờ có sự can thiệp của vị cứu tinh Capuchin, ông lại được tha bổng. Tuy nhiên, cuối cùng Joseph cũng thành công khi tự kết liễu bằng một khẩu súng lục năm ông 68 tuổi, và người đưa ông về cõi vĩnh hằng không phải ai khác chính là vị tu sĩ Capuchin, người mà Joseph cho đến chết cũng chưa hề biết tên. 4. Tội ác của Jean-Marie Dudbury. Nếu tên của bạn là Jean-Marie Dudbury và bạn là một người Pháp, bạn dễ có thể gây tội ác. Ngày 13 tháng 2 năm 1746, một người Pháp tên là Jean-Marie Dudbury bị xử tử vì tội giết cha của mình. 100 năm sau, một người Pháp khác cũng có tên là Jean-Marie Dudbury cũng bị xử tử vì thực hiện một tội ác tương tự vào ngày 13 tháng 2 năm 1846. Thật là một sự trùng hợp không thể tin nổi. 5. Cái chết của vua Umberto. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1890, vua Umberto của Ý đã ăn tối tại một nhà hàng ở Monza, Ý. Tại đây, ông đã bị sốc khi biết rằng chủ nhà hàng trông giống hệt ông và cũng có tên là Umberto. Đáng ngạc nhiên hơn, vợ của chủ nhà hàng lại cũng trùng tên với tên của nữ hoàng là Margherita. Ngoài ra, nhà hàng còn được mở cùng ngày vua Umberto lên ngôi vua của Ý. Đến ngày 29 tháng 7 năm 1890, khi vua Umberto được thông báo rằng ông chủ nhà hàng đó đã qua đời trong một tai nạn bí ẩn, thì vài giờ sau, nhà vua cũng đã bị ám sát bởi một kẻ trà trộn trong đám đông chỗ ông đứng. 6. 3 thế hệ trong một gia đình đều chết vì sét.
năm 1899, cảnh tượng một người đàn ông người Ý bất ngờ bị sét đánh chết ngay tại trung tâm quảng trường Toronto, Ý, khiến nhiều người bị sốc. 30 năm sau, con trai ông cũng bị chết một cách tương tự và ở cùng một vị trí với cha của mình. Đến ngày 8 tháng 10 năm 1949, cháu trai của người đàn ông đầu tiên và là con trai của người đàn ông thứ hai cũng qua đời y hệt như vậy. 7. Cái tên Claude Von Born. Năm 1851, một người có tên là Claude Von Born đã giết chết một người Pháp có tên là Baron Rodemeyer de Terrazon. Vào năm 1872, một người khác cũng có tên là Claude Von Born đã giết chết đứa con trai của người Pháp đó. Hai cha con đã đều bị giết bởi hai kẻ sát nhân cùng có cái tên là Claude Von Born. Trên đây là câu chuyện có thật về những cái chết trùng hợp đến kỳ lạ và đáng sợ. Các bạn nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.